tâm sự của cô gái tự nhiên là con rơi của Trùm Giang Hồ Khánh Trắng. Thời tung hoành của ông trùm này nhiều người biết khá rõ nhưng lại không thể biết khi còn sống thì Khánh yêu bao nhiêu người phụ nữ và có bao nhiêu đứa con. Vì trong hồ sơ của nhân thân thì Khánh chỉ khai tên tuổi của những đứa con với vợ chính thức. Còn thực tế, việc Khánh có con rơi, con vải như thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Và lời tâm sự của một cô gái tự nhận là con rơi của ông Trùm Khánh Trắng cho chúng tôi khá nhiều điều bất ngờ. Gia Trắng và lạnh lùng như bố Đó là tâm sự của cô gái tên Y, người tự nhận mình là con gái ngoài gia thú của Khánh Trắng theo nguồn của phóng viên tìm hiểu được thì y chính là con gái của một người vợ hờ của khánh trắng người này được khánh tổ chức tiệc rước nàng về dinh khá ấn tượng nhưng không đăng ký kết hôn cô vợ hờ này rất đẹp sinh ra trong một gia đình có cha bị nghiện mẹ ham mê cờ bạc đến vào tù ra tội như cơm bữa cô ta được khánh để mắt tới từ khi khánh đang là ông trùm nổi danh cả trong thế giới ngầm lẫn trong những mối quan hệ trong công tác xã hội Cô vợ hồi này đã theo tiếng gọi của tình yêu, của ánh hào quang giang hồ, nên rất ngưỡng mộ ông trùm Khánh trắng. Cô ta bất chấp lời khuyên của mẹ, của người thân, bỏ người yêu để theo Khánh khi bước qua tuổi trăng tròn. Thế nên theo nhiều nguồn tin thì khi cô ta sinh con gái đầu lòng tên Y cho ông Trùm, Y được bố cưng chiều và yêu quý nhất trong số những đứa con. Cũng theo nguồn tin này khi Khánh Trắng sổ khám, Y mới gần 5 tuổi. Vì thế, những kỷ niệm về cha với Y chỉ là những món quà đắt tiền và sự cưng chiều đến thái quá của ông Trùm với cô con gái được Khánh cho là duy nhất của mình. Nói về chuyện đó thì Y không nhớ nhiều lắm. Y chỉ nhớ đơn giản rằng bố chiều cháu lắm, thỉnh thoảng đưa cháu đi chơi, ăn kem, mua quần áo, mua búp bê. Bố cưng cháu đến mức các anh chị phát tức. Có lần bố đánh anh vì dám treo cháu, Bố rất hay mua búp bê cho cháu. Bố bảo cháu giống mẹ, giống bố và xin như búp bê. Theo cháu thì cháu giống bố ở điểm nào nhất? Tôi hỏi. Y phản ứng tự nhiên. Cháu giống bố ở cái nước da trắng và cũng rất lạnh lùng. Thế nhưng bố rất yêu chiều cháu. Cháu ngủ riêng ở phòng nhỏ bên cạnh. Cháu nhớ như in. Những tối không có việc gì, bố đều sang chơi và ru cháu ngủ. Bố bảo rằng cháu rất giống búp bê Nga bố yêu cháu như thế sau nói chuyện về bố cháu cũng lạnh lùng như vậy tôi hỏi y im lặng khá lâu rồi nói cháu không thích bày tỏ cảm xúc cho mọi người biết cũng không than vãn cho số phận của mình đi học thì phổ thông nhiều bạn quý cháu nhưng khi biết cháu là con bố khánh các bạn ấy bắt đầu dạy chừng học hết phổ thông thì cháu thi trực đại học ở nhà giúp mẹ bán hàng rất nhiều người con trai theo đuổi cháu nhưng khi biết cháu là con của tự tù con ông trùm Họ lặng lẽ bỏ rơi cháu Cháu thấy tuổi thân Có thời điểm cháu trách bố mẹ nhiều lắm Nhưng giờ thì quen rồi Chuyện về con búp bê của Khánh Trắng Tôi cảm thấy có gì đó hơi cay mắt Gai ở sống lưng Bởi tâm sự quá thật của Y Thế nhưng sâu chuỗi lại rất nhiều sự kiện Tôi cho rằng Y không oán cách trách bố vì những lý do rất riêng, bằng chứng là Khánh rất yêu con gái, ví con gái như búp bê Nga xinh đẹp và rất thích mua búp bê cho con gái chơi. Thấy bảo khi đi trả án, Khánh cũng có nguyện vọng để búp bê ở trong quan tài với mục đích luôn nhớ và thương yêu cô gái bé bỏng của mình. Quảng giáo tên B, người trực tiếp trực buồn giam tử tù Khánh đã về hưu cho biết, trước khi thi hành án thì ông rất lấy làm lạ, bởi Khánh cứ ôm khư khư con búp bê. Có người còn nghĩ đến kịch bản hay Khánh có vấn đề về giới tính. Có người lại nghĩ đến chuyện bùa ngải nhưng không ai nói ra. Tìm hiểu tôi mới biết, không phải vậy. Khánh là tử tù kính tiếng, không chỉ bới là khóc hay than trách số phận như một số tử tù khác. Khánh khá bản lĩnh trong chuyện này. Những ngày cuối cùng trong phòng biệt giam, da khánh trắng bệt, nhiều đêm mất ngủ nên mắt thâm quần nhưng vẫn rất sắc lạnh. Ngày cũng như đêm, thức hay ngủ, ăn và vệ sinh, trừ tắm là khánh không ôm búp bê. Khánh tâm sự rằng con búp bê ấy như định mệnh của đời hắn vậy. Trước khi đi mua nó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mua rồi chưa kịp đưa cho con gái thì bị bắt. Khánh kể với tôi rằng con búp bê ấy mua ngày 13 âm lịch và giá là 13.000 đồng. Khánh bảo, khi ôm con búp bê là Khánh cảm giác như có con gái bên cạnh mình. Ông bê cho biết, lục lại trí nhớ thì ông bê bảo, có một hay hai lần gì đó. Trong số người thăm nuôi tử tù Khánh thì có một phụ nữ trẻ và có một đứa bé chưa tới 10 tuổi. Người mẹ trông thanh thoát, đứa trẻ xinh xắn. Cô bé có hỏi bố thì người mẹ trả lời, bố đang bị bệnh phải đi chữa bệnh. đứa trẻ còn nhỏ hỏi, ở đây là bệnh viện thật hả mẹ? Sao mọi người lại mặc quần áo cả sọc mà không phải là quần áo trắng? Bệnh viện chữa bệnh cho người lớn à? Phòng bố nằm chữa bệnh ở đâu vậy? Bố mua búp bê cho con chưa? Khánh im lặng ôm con, hết giờ thông nuôi cô bé đi về với lời hứa của Khánh, khỏi bệnh bố sẽ về mua nhiều búp bê cho con. Người phụ nữ vừa đi vừa gạt nước mắt thật nhanh như khẽ, không muốn để cho con gái biết mình khóc. Y không nhớ nhiều lắm nhưng trả lời rất thật lòng. Cháu nhớ bố vì từ ngày bố bị như thế, chẳng ai mua búp bê cho cháu nữa. Lớn lên, nỗi nhớ về bố bị phai mờ dần, nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến bố, hoặc ai nhắc đến bố, mẹ lại khóc và trút lên đầu cháu rất nhiều thứ. Lúc thì mẹ khóc Lúc thì mẹ im lặng, lúc thì mẹ nói bố thế này, thế kia. Rất nhiều chuyện mẹ nói, cháu chẳng hiểu gì hết. Với mọi người thì mẹ rất lạnh luôn. Có nhiều người đàn ông đến chơi, kiểu như tìm hiểu. Nhưng khi biết mẹ có con với tử tù, họ cũng lặng lẽ bỏ đi như những người con trai đến tìm hiểu cháu vậy. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.